Chào tất cả các em, nay chúng ta sẽ cùng nhau sang thầy bài số 6, đó là so sánh hai phân số. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học cho thầy những cái vấn đề sau này. Thứ nhất, đó là phần một nhỏ, đó là so sánh hai phân số cùng mẫu. Thì các em thấy rằng là phần này sẽ so sánh giống như là cái hồi các em học gì? Các em học có một, đó là các bạn sẽ so sánh cho thầy hai cái tử. Nhưng mà nhớ rằng là trong trường hợp này chúng ta sẽ so sánh hai cái mẫu số dương nhé. Nếu mẫu số là âm, các bạn sẽ phải biến đổi để nó được là mẫu số là dương. Sau này các bạn sẽ so sánh gì? Tử số. Nếu như các em có tử số nào lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Phần thứ hai, các bạn sẽ đi học cách so sánh hai phân số không cùng mẫu. Các em biết rằng là khi mà không cùng mẫu, ta sẽ đem gì? Quy đồng. Sao cho cái mẫu số của ta là mẫu số chung ấy, đó là mẫu số dương. Sau đó các bạn so sánh tử, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì sẽ lớn hơn nhá. Về phần bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy cái bài tập ở trong sách bài tập nhá. Cuối giờ còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra để giúp các em hiểu được nội dung của bài hôm nay. Đó là bài số 6, so sánh hai phân số nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thầy phần lý thuyết đầu tiên, là so sánh hai phân số cùng mẫu nào. Thì đầu tiên các bạn nhớ thầy quy tắc như sau, đó là trong hai phân số có cùng mẫu dương, các em chú ý này, phải đặc biệt chú ý là có mẫu là dương, và trong trường hợp nếu các em có mẫu là số nguyên âm thì chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác biến đổi nhá. Đây là so sánh mẫu là dương nên chú ý điều đó, mẫu là âm thì lại kết quả lại không phải như vậy đâu, nghe chưa? Thì phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Chúng ta lấy cho thầy những cái ví dụ nào. Ví dụ hai chấm này. Các em có âm 3 phần 4 và âm 1 phần 4. Các em nhìn cho thầy như sau này. Hai cái mẫu của chúng ta đều là gì? Đều là 4 đúng không? Các bạn phải so sánh cho thầy là âm 3 và âm 2. Các em thấy là đối với số nguyên âm, cái giá trị đối nào mà lớn hơn thì lại thành nhỏ hơn. Các em thấy rằng âm 3 sẽ nhỏ hơn gì? Âm 1. Vậy cái dấu chúng ta điền ở đây là dấu gì? Nhỏ hơn. Nghĩa là âm 3 phần 4 sẽ nhỏ hơn âm 1 phần 4. Các bạn giải thích cho thầy là vì âm 3 sẽ nhỏ hơn gì? Âm 1 nhá. Tương tự như vậy, ta có một ví dụ khác nào. 2 phần 5 và âm 4 phần 5. Các em thấy rằng là mẫu của chúng ta là dương là 5 đúng không? Chúng mình đi so sánh cái tử. Ở đây là tử số là 2, bên này tử số là âm 4. Có phải là 2 sẽ lớn hơn âm 4 không? Vậy các em điền dấu gì? Lớn hơn. Và mình giải thích đó là vì 2 lớn hơn âm 4. Chúng ta lấy những cái ví dụ khác nào. Ví dụ này. Ví dụ như thầy có âm 2006 phần 2017 và âm 2018 phần 2018. Thì các em thấy rằng là hai cái mẫu của chúng ta đều là 2018, năm nay đấy đúng không? Cái thế là mình sẽ so sánh cái tử âm 2006 và âm 2018. Các em thấy rằng là âm 2016 là lớn hơn âm 2018. Vậy cái dấu các bạn điền phải là dấu gì? Dấu lớn hơn. Và mình giải thích cho thầy là vì âm 2006 lớn hơn âm 2018. Vậy các em đã hiểu về quy tắc này chưa? Ta làm với thầy về bài hỏi chấm 1 trong sách giáo khoa nào. Thì bài yêu cầu đó là điền các cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn vào ô trống. Đầu tiên là âm 8 phần 9 ô vuông so với gì? Âm 7 phần 9. Các em thấy rằng là mẫu của chúng ta đều là 9, đây là mẫu dương rồi. Các em thấy là âm 8 và âm 7 thì âm 8 lại bé hơn. Chú ý nhá. Đối với những cái số mà nguyên âm thì số nào mà có giá trị tuyệt đối ấy mà là càng lớn thì số đó làm sao? Càng bé. Đấy, chú ý ở đó. Vì thế là âm 8 với cả âm 7 thì âm 8 sẽ gì? Bé hơn. Vậy các bạn điền dấu gì? Nhỏ hơn vào đây.
Nếu mà ai cẩn thận thì biết thầy giải thích là vì vào đây âm 8 bé hơn âm 7 nhá. Tương tự như vậy nào, âm 1 phần 3 ô vuông so với âm 2 phần 3 nào. Mình nhìn thấy rằng là mẫu của chúng ta đều là 3. Ta so sánh tử. Trên tử thứ nhất là âm 1, tử thứ hai là âm 2. Âm 1 và âm 2 thì ai lớn hơn? Âm 1 lớn hơn. Vậy chúng ta điền dấu gì? Dấu lớn hơn. Sau đó mình giải thích. Đó là vì âm 1 lớn hơn gì? Âm 2 nhá. Tiếp tục nào. 3 phần 7 ô vuông so với âm 6 phần 7. Mẫu của ta đều là cùng là 7 rồi. Em so sánh tử. Bên này là 3, bên này là âm 6. Thì 3 với âm 6 ai lớn hơn? 3 lớn hơn. Đúng không? 3 chính là dương, số nguyên dương, còn âm 6 là số nguyên âm đấy. Vậy 3 sẽ lớn hơn âm 6. Giải thích cho thầy là vì 3 lớn hơn âm 6. Tiếp tục. Âm 3 phần 11 ô vuông so với 0 phần 11. Mình thấy là cùng mẫu là 11 rồi. Âm 3 và 0 thì ai lớn hơn? 0 lớn hơn. Vậy các em điền dấu gì đây? Nhỏ hơn. Các bạn viết là vì âm 3 nhỏ hơn 0 nhá. Vậy các bạn đã hiểu thầy phần số 1 chưa? Đây là so sánh hai phân số cùng mẫu. Nhưng mà các em hiểu rằng là so với cấp 1 ấy thì phần này nó nâng cấp lên. Tử số và mẫu số chúng ta là những số nguyên, đúng không? Nên là việc so sánh trở nên khó hơn một chút. Bây giờ chúng ta chuyển thầy sang phần 2, đó là so sánh hai phân số không cùng mẫu nào. Nào, chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang phần 2 nhỏ. Đó là so sánh hai phân số không cùng mẫu. Thế bây giờ không cùng mẫu bây giờ sẽ làm thế nào? Thế thì ở trong những cái bài trước các em đã học về kỹ năng quy đồng. Vậy thì khi các em quy đồng ta sẽ được những cái phân số mà cùng mẫu, đúng không? Vậy lúc này các em sẽ làm sao? Các bạn sẽ đi quy đồng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết cho thầy quy tắc làm như sau. Quy tắc này. Hai chấm. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta ghi là nào? Muốn so sánh hai phân số, muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng các phân số, ta viết chúng dưới dạng các phân số, dưới dạng các phân số có cùng mẫu là số dương, có cùng mẫu là dương. Nên chú ý nha, tại sao người ta viết mẫu là dương? Tại vì người ta mong muốn rằng là đẩy về trường hợp 1, đó là mẫu số dương. Có cùng mẫu là dương. Rồi so sánh hai tử số. Và vẫn dùng quy tắc giống như bên này. Đó là phân số nào có tử số lớn hơn thì gì? Lớn hơn. Anh hiểu thầy. Phân số nào có tử số lớn hơn? Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Chúng ta lấy cho thầy một ví dụ.
Ví dụ nào? So sánh. Ví dụ như so sánh. Âm 3 phần 4. Âm 3 phần 4. Và 4 phần âm 5. Thì bản chất quá trình này đó là các bạn đem quy đồng. Đúng không? Em thấy rằng là một bên mẫu là 4 này. Một bên mẫu là gì? Âm 5. Vậy các bạn sẽ phải đi tìm cho thầy mẫu số chung. Em thấy rằng là mẫu số chung thì các bạn phải cố gắng lấy cho thầy mẫu là dương. Các bạn sẽ bỏ cái dấu âm này đi, các bạn lấy chỉ cần lấy 4 x 5. 4 x 5 em lấy mẫu số chung là gì? 20, đúng không? Vì đây là hai số nguyên tố cùng nhau rồi nên em sẽ lấy 4 x 5 20. Thì em thấy rằng là 20 chia 4 được 5. Vậy cái phân số đầu tiên là âm 3 phần 4. Các bạn sẽ đem cả tử và mẫu các em nhân với 5. Lúc này các em được là âm 3 nhân với 5 phần 4 nhân với 5 bằng âm 3 nhân với 5. Các em được là âm 15. 4 nhân 5 là 20. Thế còn 4 phần âm 5 thì chú ý này, chú ý mẫu là âm 5 nhá. Mẫu số chung mình lấy là 20. Thì mình lấy 20 mình chia cho âm 5 thì ta được âm 4, đúng không? Vậy các em đem nhân cả tử và mẫu với gì? Âm 4 nhá. Mình lấy 4 nhân với âm 4 phần 5 nhân âm 5 nhân với âm 4, các bạn có ngoặc vào, bằng 4 nhân với âm 4, các em được là âm 16. Và âm 5 nhân với âm 4, các em được là 20. Có phải lúc này mình ra được hai phân số có cùng mẫu là 20 không? Vậy ta đây so sánh gì đây? Hai cái tử. Tử thứ nhất là âm 15, tử thứ hai là âm 16. Cái nào lớn hơn? Âm 15 lớn hơn, đúng không? Thì chúng ta viết cho thầy như sau. Đó là vì âm 15 nó lớn hơn gì? Âm 16. Nên thì phân số âm 15 phần 20 sẽ lớn hơn âm 16 phần 20. Từ đấy chúng ta có kết luận là vậy thì âm 15 phần 20 chính là âm 3 phần 4. Kèm kết luận là vậy âm 3 phần 4 sẽ lớn hơn âm 16 phần 20 chính là bằng 4 phần gì? Âm 5. Vậy kèm đã hiểu ví dụ chưa? Chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang những cái bài tập khác nào. Bài yêu cầu là so sánh hai các phân số sau. Câu A, âm 11 phần 12 và 17 phần gì? Âm 18 nhé. Chúng ta chuyển tiếp nào. Bài tập đây là hỏi chấm 2 nhá. Thì bài yêu cầu là so sánh này, A này, âm 11 phần 20 và 17 phần âm 18. Thì các bạn phải đi tìm cho thầy một cái mẫu số chung mà là số nguyên dương. Thì ở đây là mình sẽ lấy 12 và 18, mình tìm một số nào mà chết cho cả 12 và 18. Cách làm như sau. Các bạn sẽ lấy cho thầy số 12 là số lớn nhất, lần lượt nhân cho thầy với 2, 3, 4, 5. Đến khi mà lấy được số nào mà chiết cho 12 dừng lại. Ta thấy rằng là 18 mình nhân 2. 18 nhân 2 thì ra bao nhiêu? 36. 36 chia cho 12 chia hết không? 36 chia 12 thì bằng gì? 3.
Vậy lúc này các bạn sẽ lấy cho thầy mẫu số chung là 36 nhá. Chúng ta ghi cho thầy như sau: mẫu số chung bằng 36. Hiểu cách làm không? Các bạn phải tìm được cho thầy cái mẫu số chung, nó càng bé càng tốt, nó phải chia hết cho cả 12 và 16. 36 chia hết cho 12, 36 chia cho 18. Cách làm mà mình lấy 18 nhân 2 thì mình ra được 36. 36 chia cho 12, vậy đây chính là mẫu số chung bé nhất. Chúng ta ghi thầy như sau: đầu tiên là âm 11 phần 12 bằng 36 chia 12, các bạn được là 3. Vậy ta đem nhân cả tử và mẫu với gì? 3 nhá. Em có âm 11 nhân với 3 phần 12 nhân với 3 bằng, thì âm 11 nhân với 3 các em được là âm này, âm 33. 12 nhân 3 các em được là 36. Tiếp theo là 17 phần âm 18 bằng, thì 36 chia cho âm 18 các em được là âm 2. Vậy ta đem nhân cả tử và mẫu với gì? Âm 2 nhá. Này các em có 17 nhân với âm 2 phần âm 18 nhân với âm 2 bằng, 17 nhân với âm 2 các bạn ra được là âm, 17 nhân 2 ra gì? 34. Vậy các em được 34 phần gì? 36 nhá. Mình so sánh cho thầy. Mẫu số chung giống nhau là 36 rồi. Một cái là âm 33, một cái là gì? Âm 34. Thì rõ ràng là âm cái nào lớn hơn? Tử nào lớn hơn? Âm 33 lớn hơn, đúng không? Các bạn nhớ nhá, đối với cái số nguyên âm là số nào có giá trị tuyệt đối thì càng lớn thì nó lại càng bé, đúng không? Ta viết như thầy như sau: vì âm 33 thì sẽ lớn hơn gì? Âm 34, nên âm 33 phần 36 thì sẽ lớn hơn âm 34 phần 36 nhá. Từ đây chúng ta có kết luận đó là vậy, âm 33 phần 36 ấy chính là âm 11 phần 12 lớn hơn âm 34 phần 36 chính là bằng 17 phần âm 18. Rồi, vậy các em đã hiểu ví dụ A chưa, bài tập A chưa? Tương tự như vậy ý B nào, khó một chút. Âm 14 phần 21 và âm 60 phần âm 10, âm 72 nào. Ở đây nếu mà các bạn đi tìm ngay mẫu số chung thì công thì số liệu rất là to, ta phải thông minh lên một chút này, là 14 và 21 cũng còn được, 60 và 72 cũng giúp còn được. Vậy việc làm đầu tiên phải tối giản nó đi đã thì chúng ta mới gì đây, mới đem so sánh nó đỡ vất vả hơn. Thì đầu tiên chúng mình ghi như này như sau: ta có âm 14 phần 21 là bằng, các em thấy rằng là âm 14 và 21 là cùng chia hết cho mấy nhỉ? Cùng chia cho 7. Ta có âm 14 chia cho 7 phần 21 chia cho 7 bằng, âm 14 chia 7 các em được là âm gì? Âm 2, âm 2 phần 3. Thế còn âm 60 phần âm 72. Âm 60 và âm 72 thì cùng chia hết cho âm 12, đúng không? Chia cho âm 12. Âm 60 chia cho âm 12. Âm 72 chia cho âm 12 bằng. Nào, âm 60 chia âm 12 thì các em được là dương 5. Âm chia âm thành dương đấy. Âm chia âm thành dương, 72 chia 12 được gì? 6. Vậy chúng ta được một cái hai cái phân số mới, nó chưa cùng mẫu. Ở đây là 3, ở đây là 6. Thì 6 chia 3 được 2. Vậy các em đem quy đồng cái này tiếp. Các bạn tiếp là nhân tiếp cả tử và mẫu với gì? Với 2.
ta lấy âm 2 nhân 2 phần 3 nhân 2, vậy được phân số là âm 4 phần 6. Vậy một phân số là 5, một phân số là âm 4, 5 lớn hơn âm 4 nhỏ hơn. Các bạn lập luận là vì âm 4 nhỏ hơn âm 5 nên âm 4 phần 6 nhỏ hơn 5 phần 6. Vậy từ đây các em suy ra là âm 14 phần 21 nhỏ hơn âm 60 phần âm 72 nhé. Vậy các em đã hiểu hỏi chấm 2 chưa? Chúng ta chuyển tiếp với thầy sang hỏi chấm 3 nào. Thì bài yêu cầu như sau. Đó là so sánh các cái phân số với số 0. So sánh các phân số. So sánh các phân số với 0. Nào, đầu tiên là gì? 3/5. 3/5. Thì các em thấy rằng là các bạn áp dụng quy tắc của chia thôi đúng không? Là dương chia dương thì ra một số dương. Đúng không? Dương chia âm thì ra một số âm. Âm chia dương thì ra một số âm. Còn âm chia âm thì sẽ ra một số dương. Có nghĩa là hai số mà cùng dấu chia cho nhau thì ra một số dương. Còn hai số mà trái dấu chia cho nhau ra lại ra một số gì? Số âm. Số dương là số lớn hơn 0, số âm là số nhỏ hơn 0. Em thấy rằng là 3/5, 3 dương, 5 cũng dương. Vậy cái phân số làm sao? Sẽ lớn 0. Âm 2 phần âm 3. Đây là âm 2 là nhỏ hơn 0 này, âm 3 cũng nhỏ hơn 0. Chia cho nhau mình cũng được một số gì đây? Lớn 0. Đấy, hai số này cùng dấu này, em nhìn thấy chưa? Tiếp theo là âm 3/5. Hai số này khác dấu. Vậy cái phân số này sẽ gì? Nhỏ hơn 0. 2/7. 2 và âm 7 cũng khác dấu. Vậy số này sẽ làm sao? Nhỏ hơn 0. Vậy từ đây chúng ta có nx nào? Nhận xét. Em có những nhận xét như sau. Đó là phân số có tử số và mẫu số là hai số nguyên cùng dấu thì lớn 0. Phân số có tử và mẫu. Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu. Là hai số nguyên cùng dấu. Cùng dấu thì làm sao? Cùng dấu thì lớn hơn gì? Lớn 0. Cùng dấu lớn 0. Ví dụ như là 3/5 và âm 2/3 này. Và phân số lớn 0 người ta gọi là phân số dương. Phân số lớn hơn 0. Phân số lớn 0 là phân số dương. Là phân số dương. Đấy, người ta định nghĩa thôi, phân số dương. Ngược lại, phân số có tử số và mẫu là hai số nguyên làm sao? Khác dấu đúng không? Là hai số nguyên khác dấu. Khác dấu là gì? Một dấu thì dương, một dấu là âm. Đấy, người ta gọi là khác dấu. Thì sẽ nhỏ hơn gì? Thì sẽ nhỏ hơn 0. Và phân số nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 là phân số gì? Là phân số âm. Rồi, vậy các bạn đã hiểu lý thuyết của bài số 6 so sánh hai phân số chưa? Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thành những cái bài tập trong sách bài tập nhé.
Chúng ta cùng nhau chuyển cho thầy sang bài tập trong sách bài tập nhé. Các bạn giờ thầy bài số 49, trang 14 ra nào. Phần đầu tiên, đề bài yêu cầu là điền số tích hợp vào chỗ trống nha. Bài yêu cầu là điền số tích hợp. Điền số tích hợp vào chỗ trống. Và chỗ trống các em sẽ có như sau này. Đầu tiên là âm 12 phần 17 nhỏ hơn, sau đó là dần dần đến là gì, âm 8 nhá. Thì các em biết rằng là nhìn vào đây những cái mẫu của chúng ta là đều là 17 rồi, vậy thì cái tử của chúng ta ấy, các bạn sẽ lấy cho thầy một cái số nguyên, sau đó sao cho nó lớn hơn cái âm 12 là được. Thì các em cứ lấy tăng dần thôi nhá, cứ lấy tăng dần theo một đơn vị thôi nhá. Thế thì âm 12 sẽ nhỏ hơn gì nhỉ? Âm 11 phần 17 nhỏ hơn tiếp. Âm 10 phần 7 nhỏ hơn tiếp. Âm 9 phần gì? 7. Và lại nhỏ hơn tiếp. Âm 8 phần gì? 8 phần 7. Em hiểu ý A chưa? Ở đây là 17 nha. Mẫu số chung của chúng ta đều là 17 rồi. Thì các bạn cứ lấy cho thầy tăng thêm một đơn vị. Âm 12, âm 11, âm 10, âm 9 và âm gì? Âm 8. Tương tự như vậy. B nào? Âm 1 phần 2 nhỏ hơn. Bao nhiêu phần 24 nhỏ hơn tiếp. Bao nhiêu phần 12 nhỏ hơn tiếp. Bao nhiêu phần 8 nhỏ hơn tiếp. Âm 1 phần 3. Thì bài này chúng ta cần phải suy luận cho thầy như sau này. Ta nhìn thấy chỗ này là cái mẫu to nhất là âm 24 không? Âm 24 chia hết cho tất cả các mẫu còn lại. Nghĩa là thực ra câu B này giống câu A, nhưng người ta đã đem rút gọn những cái phân số đó đi rồi. Thì nhiệm vụ của chúng ta mình phải tái tạo lại, đúng không? Ta viết thầy như sau này. Đầu tiên là vì âm 11 phần 12 thì mình nhân cả tử và mẫu với 12 đi. Thì cái này chúng ta sẽ phải được là âm 12 phần gì đấy? 24 nhỏ hơn. Giống bắt chước theo ý tưởng câu A. Chỗ này phải là âm 11 phần gì? 24. Chỗ này phải là âm gì? Âm 10 phần 24 nhỏ hơn tiếp. Âm gì? Âm 9 phần 24 và nhỏ hơn tiếp. Âm 8 phần gì? 24. Vậy những cái phân số như sau này, âm 12 phần 24 người ta rút gọn này. Cái phân số này âm 10 phần 24 cũng rút gọn này, âm 9 phần 24 cũng rút gọn này, và âm 8 phần 24 cũng rút gọn. Cái phân số nào mà người ta rút gọn được, người ta rút gọn đi. Nên ở đây các bạn sẽ điền là gì? Ta nhìn vào đây, ta sẽ viết lên trên đúng không? Thì âm 12 phần 24 nó đã rút gọn thành là âm 1 phần 2 này. Vậy cái chỗ chấm thứ nhất, chỗ chấm thứ nhất này các bạn sẽ điền là âm gì? Âm 11 chưa? Nhưng mà chỗ này là âm 10 phần 24 thì người ta đã rút gọn cho mấy rồi? Người ta đã rút gọn cho 2, nghĩa là âm 10 chia 2 rồi. Và âm 10 chia 2 thì chỗ này phải điền là âm gì? Âm 5. Như cái bút đỏ, những cái mà người ta yêu cầu điền đấy. Thế còn âm 9 phần 24 người ta đã rút gọn cho gì? Cho 3. Vậy chúng ta lấy âm 9 chia 3. Vậy chỗ này các em được là âm gì? 3. Vậy ba cái chỗ điền nó phải điền là âm 11, âm 5 và âm 3. Thế còn âm 8 phần 24 rút gọn là âm 1 phần 3 rồi. Mình hiểu chưa? Mình phải viết cái vì ra trước, sau đó mình điền sau. Em có hiểu không? Mình viết ra trước đây, mình viết vì vào đây là hợp lý rồi. Nào, chúng ta chuyển tiếp với thầy sang bài 50. Liên quan tới so sánh thời gian, người ta hỏi các bạn như sau. Đó là thời gian nào dài hơn thời gian nào? So sánh với thầy là 1 phần 2 giờ và 4 phần 5 giờ. 1 phần 2 giờ và 4 phần 5 giờ.
Thì muốn so sánh được các bạn phải đem quy đồng, tại vì mẫu của chúng ta làm sao khác nhau rồi đúng không? Thì các em lấy 2 nhân 5, mẫu số chung là 10, thì các bạn yêu thầy là 1 phần 2 giờ sẽ là bằng, ta sẽ đem nhân cả tử vào mẫu với 5. 1 nhân 5 là 5, 2 nhân 5 là 10, vậy các em được là 5 phần 10 giờ. Thế còn 4 phần 5 giờ ta lại đem nhân cả tử vào mẫu với gì? Với 2. 4 nhân 2 là 8, 8 phần 10 giờ. Vậy nhìn vào đây một cái là các em biết rằng là 8 phần 10 giờ sẽ lớn hơn, đúng không? Ta biết thầy là vì 8 lớn hơn 5. Vậy các em suy ra là 8 phần 10 lớn hơn 5 phần 10. Từ đây các em kết luận cho thầy là vậy 1 phần 2 giờ, à vậy 4 phần 5 giờ. Vậy 4 phần 5 giờ sẽ lớn hơn gì? 1 phần 2 giờ. Tại vì người ta hỏi các bạn là trong thời gian nào dưới đây, thời gian nào dài hơn. Vậy là 4 phần 5 giờ sẽ lớn hơn gì? 1 phần 2 giờ. Chúng ta có thể viết thầy bằng lời văn ra nha. Vậy 1 phần 2 giờ dài hơn, à vậy 4 phần 5 giờ dài hơn 1 phần 2 giờ. Em biết thầy dấu này dấu khi ra đi. Ở dưới mà dấu vậy. Vậy 4 phần 5 giờ là dài hơn, dài hơn 1 phần 2 giờ. Cho đúng yêu cầu của đề bài. Em hiểu ý A chưa? Vậy mà mình phải đi quy đồng. Chúng ta chuyển sang ý B nào. Chúng ta chuyển thầy sang ý B. Người ta hỏi các bạn là đoạn thẳng nào ngắn hơn? Đó là 2 phần 3 mét. Ta yêu cầu là so sánh 2 phần 3 mét và 3 phần 5 mét. Em phải đi gì đây? Quy đồng rồi. Em có 2 phần 3 là bằng, mình không biết đơn vị vào nữa nha. Các bạn sẽ nhân với 5, nhân cả tử và mẫu với 5. 2 nhân 5 là 10, 3 nhân 5 là 15. Thế còn 3 phần 5, các bạn đem cả nhân cả tử vào mẫu với 3, ta có 3 nhân 3 là 9, 5 nhân 3 là gì? 15. So sánh thầy tử này, vì 10 lớn hơn 9 nên 10 phần 15 sẽ lớn hơn gì? 9 phần 15. Từ đây các em sẽ suy ra là 2 phần 3 mét sẽ lớn hơn 3 phần 5 mét. Bây người ta hỏi các bạn là đoạn thẳng nào ngắn hơn? Ta kết luận cho thầy là vậy 3 phần 5 mét. Vậy 3 phần 5 mét sẽ làm sao? Ngắn hơn 2 phần 3 gì? 2 phần 3 mét nhá.
Chúng ta chuyển từ sang ý C nào. 6/7 kg và 7/8 kg. Em đi quy đồng vào đây. 6/7 sẽ bằng, ta đem nhân cả tử và mẫu với 8. 6 x 8 là gì? 48. 7 x 8 56. Thế còn 7/8, các bạn đem nhân cả tử và mẫu với 7. 7 x 7 là 49. 8 x 7 là 56. Thì các em tập lần thầy như sau, là vì 48 nhỏ hơn gì? 49. Nên 48 phần 56 sẽ nhỏ hơn 49 phần gì? 56. Từ đây các em suy ra là 6/7 kg sẽ là nhỏ hơn 7/8 kg. Người ta hỏi các bạn là khối lượng nào lớn hơn? Vậy 7/8 kg sẽ lớn hơn 6/7 kg. Là kết luận là vậy, 7/8 kg lớn hơn 6/7 kg. Em hiểu ý C chưa? Chúng ta chuyển tiếp đẩy sang bài tiếp theo nào. Chúng ta cùng nhau tiếp thầy sang bài số 51 nhá. Thì bài yêu cầu là so sánh các phân số. Trong bài này chúng ta người ta cho tận 3 phân số liền. Thế thì chúng ta phải quy đồng. Làm thế nào để tạo ra những cái phân số mà có mẫu là dương cùng mẫu là dương, sau đó so sánh các tử? Ta ghi thành như sau. Đầu tiên là 5/24 rồi, đây là mẫu là 24, đây là mẫu là 24, đây là 8. Vậy mô chung là 24 rồi. Đầu tiên cái phân số 5/24 các bạn làm sao? Giữ nguyên thôi, không làm gì cả. Giữ nguyên 5/24. Thế còn 5 cộng 10/24 các bạn sẽ phải đem tính cái tổng ấy đã. Thì 5 cộng 10 các em được là 15/24. Thế còn phân số 5/8 ta đem gì đây? Quy đồng. Thì các em lấy 24 chia 8 được 3. Mình đem nhân cả tử và mẫu với 3. Thì 5 x 3 em được là 15. 8 x 3 em được là 24. Vậy trong trường hợp này ta thấy rằng là hai cái phân số này bằng nhau. Thế còn so với phân số 5/24 thì lớn hơn. Các bạn viết thầy là vậy. Các bạn viết cho thầy là lập luận đó là vì đó. Vì 5 là nhỏ hơn gì đấy? 15. Nên là 5/24 sẽ là nhỏ hơn 15/24. Đây các bạn có thể kết luận đó là vậy, 5/24 sẽ nhỏ hơn 5 cộng 10/24 nhưng lại bằng với gì? 5/8. Em hiểu chưa? Chúng ta chuyển tiếp thầy sang ý B là 4/9. 6 cộng 9
phần 6 nhân 9 và 2 phần 3 nào. Thì các em thấy là 6 nhân 9 các bạn sẽ được là 5 gì? 54. 54 chia hết cho 9 không? Có đúng không? 54 chia cho 3. Vậy mẫu số chung mình lấy 54. Các bạn đem quy đồng nào. 4 phần 9 sẽ bằng 54 chia 9 được mấy nào? 54 chia 9 được 6. Ta lấy 4 x 6 là được là 24 phần gì? 54. Thế còn 6 cộng 9 phần 6 x 9. 6 cộng 9 chúng ta được là 13. 13 phần 54 nhá. Thế còn 2 phần 3 nào? 2 phần 3 sẽ bằng nào? Các em thấy là 54 mà chia cho 3 thì các em được là 18. Ta lấy 2 nhân 18, các em được là 36. Vậy các em được là 36 phần gì? 54 nhá. So sánh này, tử là 24, 13 và 36. Lập luận nó thành như sau. Vì 13 là bé nhất thì 13 nhỏ hơn 24, nhỏ hơn 36, nên 13 phần 54 sẽ nhỏ hơn 24 phần 54 và nhỏ hơn 36 phần 54. Đây mình có kết luận ra đây. 13 phần 54 chính là 6 cộng 9 phần 6 nhân 9. 24 phần 54 chính là 4 phần 9. Và 36 phần 54 chính là 2 phần 3 nhé. Các bạn đã hiểu ý B chưa? Chúng ta chuyển cho thầy sang bài số 52 nào. Chúng ta chuyển thầy sang bài số 52. So sánh các phân số sau này. Câu A 14 phần 21 và 60 phần 72. Ở đây thì cần quen đúng không? Các bạn đừng có đem quy đồng mà ta phải rút gọn. Đầu tiên là 14 phần 21 chúng mình chia cho 7. 14 chia 7 được gì? 2. 21 chia 7 được gì? 3. Thế còn 60 phần 72 em nhớ là phải chia hết cho 12. 60 chia 12 các bạn được là 5. 72 chia 12 được 6. Vậy trên này là 3 rồi, vậy chúng ta nhân với 2 đi. 2 x 2 là 4, 3 x 2 là 6. Thì 4 bằng 5 thì 4 bé hơn. Các bạn biết là vì 4 nhỏ hơn 5 nên 4 phần 6 sẽ nhỏ hơn gì? 5 phần 6. Từ đây mình kết luận là vậy 14 phần 21 sẽ nhỏ hơn 60 phần 72 nhé.
bài này khó. Bây giờ chúng ta phải nhẩm cho thầy xem là 38 và 133 thì cùng chia hết cho bao nhiêu. Đấy. Thì nó sẽ chia cho những cái số chính chia cho số số nguyên tố nên là các em rất khó nhẩm. Mình nhẩm với thầy này. 38 có phải là bằng 19 nhân 2 không? Cái 133 này nó sẽ chia cho 19 được. Đấy. Thì thầy như sau, 38 phần 133 sẽ bằng, các bạn sẽ chia cho 19. Đấy, cái số 19 này này nó là một cái số nguyên tố nên là các em khó nhớ đúng không? Khó phát hiện ra thì các bạn phải nhầm được 38 chính là 19 nhân 2. Ta lấy 38 chia 19. Ta lấy 133 chia 19 nào. 38 chia 19 được 2, 133 chia 19 được mấy? 133 chia 19 được mấy nào? Các bạn được mấy nào? Thì các em thấy rằng là 9 nhân mấy thì ra số 3. 9 nhân 7 đúng không? Đấy thì được 7. 9 nhân 7 số 3. Thì bây giờ nhẩm lại đi, 19 nhân 7 có phải ra 133 chưa? 9 nhân 7 6 3 viết 3 nhớ 6. 1 nhân 7 là 7, 7 thêm 6 là 13, cũng đủ 133 rồi. Các em hiểu được cái số 19 này ở đâu ra chưa? Tiếp theo 129 phần 344 bằng 129 mà chia cho 3 em ra được 40 43. Bài này lại chia cho 43. 129 chia cho 43 phần này 344 chia cho 43 bằng 129 chia 43 thì được mấy nào? 3. 344 chia 43 nào? Các bạn có thể lấy máy tính các bạn bấm cũng được. Được 8 không? 8 đúng không nhá? 8 nhân với 43. 8 nhân 4 24 viết 4 nhớ 2. 8 nhân 4 32 thêm 2 là 34. Vậy kết được 3 phần 8. Vậy lúc này các bạn lại đem gì? Quy đồng. Mẫu số chung là 56. 2 phần 7. Ta lại viết bằng ra nhá. Đúng không? Ta lấy nhân với 8. 2 nhân 8 16, 7 nhân 8 56. Thế lại nhân với 7, 3 nhân 7 21, 8 nhân 7 56. 16 và 21 thì gì? Vì 16 nhỏ hơn 21 nên 16 phần 56 nhỏ hơn 21 phần gì? 56. Từ đây kèm kết luận đó là vậy 38 phần 133 sẽ nhỏ hơn 129 phần 344 nhá. Vậy các bạn đã hiểu ý B của bài 52 chưa? Ta chuyển sang bài 53 nào. Câu này các bạn nên nhớ lại cho thầy kiến thức của cấp 1 này. Đó là khi so sánh hai phân số mà có cùng là mẫu. Các bạn nhìn thấy chúng có cùng mẫu là 17 không? Thì phân số nào có mẫu bé hơn thì phân số lại lớn hơn, đúng không? Ta thấy 200 và 314 thì 200 bé hơn. Nghĩa là phân số 17 phần 200 sẽ làm sao? Lớn hơn phân số 17 phần 314. Các bạn lập luận là vì 200 bé hơn 314 nên
17 phần 200 sẽ lớn hơn 17 phần 314. Em hiểu ý tưởng chưa? Chúng ta chuyển sang ý B nào. Em có 11 phần 54, em so sánh với 22 phần 37. Nếu như những cái bài như này mà kem đem quy đồng thì cực kỳ là vất vả. Ta sẽ thấy rằng là 11 và 22 thì 11 mà nhân 2 là xuất hiện 22, vậy làm giống ý tưởng giống câu A. Các bạn sẽ biến đổi 11 phần 54 sẽ là bằng ta nhân với 2. Kem sẽ được là 22 phần này 54 nhân 2 được bao nhiêu? 108. Các bạn lại so sánh 108 và 37, 108 bé hơn. Các bạn biết là vì 108 thì là lớn hơn gì? 37. Nên 22 phần 108 sẽ lớn hơn 22 phần gì? 37. Từ đây chúng ta có cho thầy gì? Kết luận là 11 phần 54. Thầy biết nhầm ở đây. Cái dấu này phải dấu gì nhỉ? Dấu bé hơn. Tại vì phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số lại nhỏ hơn. Vậy 11 phần 54 sẽ nhỏ hơn 22 phần 37 nhé. Chúng ta chuyển cho thầy sang câu C. 141 phần 893 và 159 phần 901. Cái quan trọng ở đây đó là mình phải rút gọn, đúng không? Thì là số nó to như này. Thế đấy là 141 phần 893 bằng. Nào, ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chia hết cho bao nhiêu? 141. Em sẽ chia hết cho bao nhiêu? Các bạn sẽ chia hết cho số là số 47. Lý do này, em thấy rằng là 141, các bạn thấy nó sẽ chia được cho 3. 141 mà chia cho 3, em được ra là 47.
Bài này sẽ chia cho 47. Chúng ta viết thành như sau này: 141 chia cho 47 phần này, 893 chia cho 47 bằng 141 chia 47 các em được là gì? Là 3. 893 chia 47, 89 chia 47 à, 893 chia 47 đây các em không được 2 đúng không? Ta được 1 thôi. 489 trừ đi 47 các em sẽ được là 42. 42 mà 42 hạ thêm 3 là 423 chia cho 47 là 9 nhá. Tiếp theo này, 159 phần 901 bằng, đây là 159 cũng chia hết cho 3 đấy. 159 chia 3 các em được là 53, vậy mình chia cho 53. 159 chia 53 phần 901 chia 53 bằng 159 chia 53 các em được là 3 này. 901 chia cho 53 thì các em được là 90 chia 53 được là 1. Dư là dư 2 gì? Dư 27 đúng không? 27 thêm 1 là 271. 271 mà chia cho 53, 271 đấy chia cho 53 cái này 37 nhá, thầy xin lỗi, cái này 37. 37 171 chia 53 thì được là bao nhiêu? Được là 7 đúng không? Đấy, 371 chia 53 được là 7. Bây giờ các em so sánh này, nếu mà chúng ta đi quy đồng thì là không nên, các bạn sẽ phải thông minh hơn này. Nó cùng mẫu là gì rồi? 3. Cùng mẫu là 3 rồi. Vậy các em sẽ so sánh mẫu thôi, là 19 với 17. Ta lập luận đây là 19 là lớn hơn gì nhỉ? 17. Vậy nên là 3 phần 19 lại nhỏ hơn. Chú ý nhá, cái phân số nào mà có mẫu to hơn thì nhỏ hơn. 3 phần gì? 17. Từ đây chúng ta kết luận là vậy 141 phần 893 sẽ nhỏ hơn 159 phần 901 nhá. Vậy các bạn đã hiểu bài 53 chưa? Chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang bài khác nào. Chúng ta chuyển tiếp với thầy sang bài số 54. Cho một cái hình ô vuông gồm có 9 ô, hãy sắp xếp với thầy những cái phân số sau đây. Xem là sao cho mỗi hàng của ta là tăng dần, và trong mỗi cột các phân số cũng tăng dần từ trên xuống dưới. Thì người ta sẽ cho các em hai ô có sẵn rồi. Ô thứ nhất là gì đây? Âm 7 phần 19. Và tiếp theo là 10 phần 19 có sẵn rồi đúng không? Thì các em thấy rằng là cái ô mà góc ở bên trái thì trên như này. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá trị của chúng ta là bé nhất nhá. Ở đây các em thấy rằng là cái phân số bé nhất của chúng ta là âm 25 phần 19. Âm 25 phần 19 là bé nhất đúng không? Sau đó các bạn lấy thêm một cái phân số tăng dần lên. Tăng dần lên chính là gì?
chỗ này là theo cột bên này đi, là âm 13 phần 19 tăng dần lên. Ta điền tiếp với thầy những cái số là số lớn nhất nào. Số lớn nhất trong này là bao nhiêu? 42. 42 phần 19 là lớn nhất, đúng không? Ở đây là 10 này, 10 phần 19 này. Đây là âm 25. Các bạn có điền rất, bài này có nhiều cái cách để làm mà. Các em có thể điền chỗ này tiếp theo là số lớn hơn cái số âm 17 phần 19 này, âm 7 phần 19 này. Các em lấy cho thầy số là 9 phần 19 chỗ này. Cho đến 10 phần 19 này, chỗ này lại tăng dần. Chỗ này lại tăng dần. Số mà lớn hơn 9 phần 19. Chỗ này là lấy cho thầy số là 14 phần 19. Còn hai vị trí còn lại, các em sẽ có hai cách. Một đó là các bạn sẽ lấy 20 hoặc là 30. Đấy, có hai số còn lại là 20 và 30. Cái này các em sẽ lấy 20 phần 19. Hoặc các bạn lấy gì? 30 phần 19. Hoặc là chỗ này các em lấy 30 phần 19. Hoặc là gì? 20 phần 19. Quy luật ở đây là gì? Quy luật ở đây là gì? Là đây đi từng hàng này, ta tăng dần này, đúng không? Đi từng hàng tăng dần từ trái sang phải này. Đi ra cột dọc là tăng dần từ gì? Từ trên xuống dưới là tăng dần. Đấy, các em nhìn thấy đúng quy luật chưa? Bài này nó giống như là một cái bài toán trò chơi thôi. Các bạn chuyển tiếp với thầy sang bài số 55. Thì bài cũng yêu cầu như trên, nhưng mà những cái phân số của ta nó phức tạp hơn. Hôm nay các bạn phải đi so sánh với thầy các phân số đó. Thì các em thấy rằng là ta phải đem gì đấy? Quy đồng. Mẫu số chung trong này, mẫu chung trong này là bao nhiêu? 15 này. Mẫu chung là 60. 60 nhá. Mẫu số chung bằng 60. Ta đem quy đồng có thể từng cái phân số nào. Đầu tiên là 1 phần gì? 1 phần 3 nhá. Nào bây giờ mình tính ra, mình quy đồng xem là sắp xếp cho thầy tăng dần lên nhá. 1 phần 3 này mình nhân với gì đây? 20 thì mình ra được 60. Vậy các em được là 20 phần gì đấy? 60. Tiếp theo là 1 phần 5. 1 phần 5 các bạn thấy là 60 chia 5 được 12. Vậy các em được là 12 phần 60. Tiếp theo là âm 2 phần 15. 60 chia 15 được 4. Em nhân với 4, em được là âm 8 phần 60. Tiếp theo là 1 phần 6. 60 chia 6 được là 10. Vậy em nhân với 10, em được 10 phần 60. Âm 2 phần âm 5. 60 chia cho âm 5, em được là âm 12. Ta lấy âm 12, âm 2 nhân âm 12, các bạn được là 24. 24 phần 60. Âm 1 phần 10, các em nhân 60 chia 10 được 6. Vậy các em được âm 6 phần 60. 4 phần 15, 60 chia 15, các em được là 4. Đây 4 x 4 là 16. Vậy các em được 16 phần 20, 60. Chúng ta xem nào, ai bé nhất nào. Vì nào, ai bé nhất? Âm nào, âm bao nhiêu? Âm 8 phần 60 bé nhất, đúng không?
âm 8 phần 60 thấy nhỏ hơn. Tiếp theo là đến gì? Âm 6 phần 60. Tiếp theo là gì? 10 đúng không? 10 phần 60. 10 đến 12. 12 phần 60. Đến 16 phần 60. Đến 20 phần 60. To nhất là gì? 24 phần 60. Đủ chưa? 2, 4, 6, 7 à? 2, 4, 6, 7 đủ rồi. Nào bây giờ chúng ta suy ra này. Âm 8 phần 60 chính là âm 2 phần 15. Âm 6 phần 60 chính là âm 1 phần 10. 10 phần 60 chính là 1 phần 6. 12 phần 60 là 1 phần 5. 16 phần 60 là 4 phần 15. 20 phần 60 là 1 phần 3. 24 phần 60 là âm 2 phần âm 5. Rồi bây giờ mình sẽ điền vào cho thầy cái ô nhá. Nào các bạn nhìn nhớ thầy. Đầu tiên là gì? Âm 1 phần 15. Thì các em chú ý là âm 1 phần 15 ở đây là mình lấy 60 chia 15 là được gì? Được 4. Vậy chất chỗ này là âm 4 phần 60 nhá. Cái ô tiếp theo ở đây là 3 phần 10. 3 phần 10 ở đây chính là bằng bao nhiêu? 60 chia 10. 6. 6 x 3 là 18. Ở đây chính là 18 phần gì? 60. Các bạn sẽ điền cho thầy cái ô ở góc chỗ này là ô gì, số nhỏ nhất. Đây, số nhỏ nhất là âm 2 phần 15 nhồi vào đây. Và cho số to nhất ở đây là gì? Âm 2 phần âm 5 là số to nhất. Chỗ này, từ âm 2 đến âm 4. Đây, em nhìn vào đây nhá. Ở đây. Nào. À, chỗ này là âm 8 này. Chỗ này là âm 8 nhá, nhìn vào đây. Âm 8 này, âm 8 đến âm 4. Thì các em chỉ có đuôi duy nhất số âm 6 thôi. Âm 6 phần 60 chính là âm 1 phần 10. Chỗ này điền là âm 1 phần 10. Thế còn chỗ này. Chỗ này là âm 2 phần 15 là âm 8 này, thì các bạn sẽ điền cho thầy 10 phần 60, chỗ nào điền 1 phần 6 vào đây. Chỗ này là 18 này, đúng không? Tăng dần được chưa? Chỗ này là lớn hơn 10 phần 60 là 12 phần 60. Nghĩa là chỗ này điền là 1 phần 5. Đấy, 1 phần 5. 1 phần 5 đây, 1 phần 5 là 12 phần 60, vậy nó còn 3 cái số này nữa. Mình điền số này rồi, với nó còn hai số này nữa. Chỗ này mình sẽ điền chỗ này là 16 phần 60 vào đây, nghĩa là điền 4 phần 15 vào đây. Và cuối cùng chỗ này mình điền là 1 phần 3. Đúng không? Vậy đúng quy luật chưa? Đúng rồi đấy. Đấy là bài số 55. Đâu các em hỏi đi. Bao nhiêu? Âm 1 phần 10 đúng không? Đây âm 1 phần 10 đấy. 3 phần 10 á. Trong này làm gì có 3 phần 10? Đâu, 3 phần 10 cái này là cái đề bài cho. Cái số này và cái số này là đề bài cho. Âm 4 phần 60 với cả 18 phần 60 hay là 3 phần 10 và âm 1 phần 15 ở đây đề bài cho. Mình sắp xếp tăng dần rồi mình đưa các số vào đây. Số này bé nhất này, số này lớn nhất này. Chiều này là tăng dần này. Rồi tăng dần này. Ok chưa?
ta chuyển tiếp với thầy sang bài gì đấy? 56 nào. Thì bài hỏi các em như sau. So sánh âm 3/8 và âm 2/5. Ở đây người ta không bắt các em quy đồng mà chúng ta đi xét thầy cái tích chéo. Ta viết cho thầy như sau. Ta tính cho thầy âm 3 nhân với 5. Nhìn này, tích chéo nhìn chưa? Âm 3 nhân 5 chưa? Âm 3 nhân 5 thì bằng là âm gì? Âm 15. Thế còn âm 2 nhân 8 thì bằng bao nhiêu? Âm 16. Âm 15, âm 16 cái nào lớn hơn? Âm 15 sẽ lớn hơn âm 16. Từ đây các em suy ra là âm 3 nhân với 5 sẽ lớn hơn âm 2 nhân với 8. Thì lúc này các em sẽ suy ra phân số là âm 3/8 sẽ lớn hơn âm 2/5. Em có hiểu cái phương pháp so sánh này không? Nghĩa là mình đi so sánh tích chéo. Đấy. Và từ đây chúng ta kêu thầy tổng quát này. Ta có công thức này. Tổng quát hai chấm này. Đó là em có A nhân D mà nhỏ hơn B nhân C thì em có phân số A phần B sẽ là nhỏ hơn phân số C phần D. Trong đó A, B, C, D là thuộc Z. Z là cái gì? Z là số nguyên. B lớn hơn 0 và gì? D lớn hơn 0 nhá. Được, cái này mình chứng minh nào. Nào, bây giờ mình đi chứng minh nhá. Tại sao lại có điều này? Thực ra chúng ta chỉ cần đem quy đồng. Ta ghi thầy như sau. Là chứng minh. Chứng minh. Chứng minh được rồi là lần sau mình cứ dùng thôi. Em có này. A phần B bằng. Ta đem nhân cả tử và mẫu với D. Em sẽ có A nhân D phần gì đây, B nhân D, đúng không? Thế còn phân số C phần D, các bạn lại nhân cả tử và mẫu với B. Em có C nhân B phần, ta viết B lên trước nhá. Em có B nhân C phần B nhân D. Em thấy là hai phân số này có mẫu là BD rồi, giống nhau rồi. Các bạn lập so sánh với thầy. Người ta cho là vì AD nhỏ hơn BC, vậy so sánh là phân số AD lớn hơn AD phần BD sẽ là nhỏ hơn BC phần gì BD. Từ đây mình kết luận đó là vậy AB nhỏ hơn gì đấy CD. Vậy các em đã hiểu bài 56 chưa? Nếu các bạn xét cho thầy cái tích chéo, nếu như AD mà nhỏ hơn BC thì phân số A phần B sẽ nhỏ hơn phân số C phần D nhé. Chúng ta chuyển tiếp cho thầy sang bài số 57 nào. Điền số tia nguyên tích hợp vào ô trống âm 8/15 nhỏ hơn ô vuông mẫu là 40 nhỏ hơn âm 7/15. Thì các em quan sát, chúng ta sẽ phải đem gì đây? Ta phải đem đi quy đồng. Ta quan sát thầy như sau này. Các bạn nhìn cho thầy.
Em nhìn cho thầy cái ô vuông này. Ta phải tìm một số nào mà chia hết cho 15 và 40. 40 nhân 2 là 80, 80 có chia hết cho 15 không? Không. 40 nhân 3. 40 nhân 3 ra gì đây? 120. 120 chia 15 được mấy? 8, đúng không? Vậy bài này chúng ta lấy mẫu số chung là 80. À là 120 nhá. Thì các em sẽ đấy là 120 chia 15 được 8. Các em lấy âm 8 nhân 8, các em được là âm 64. Phần 120 nhỏ hơn chỗ này, các bạn lấy 3 nhân cái ô vuông này. Phần 120. 120 chia cho 15, các em được là gì? Được là 8. Lấy âm 7 nhân với âm 8 thì còn bao nhiêu? Âm 7, âm 7 nhân 8 thì là âm gì? Âm 56. Âm 56 phần 120. Nhìn vào đây, các em suy ra là âm 64 sẽ phải nhỏ hơn 3 nhân với ô vuông này, nhỏ hơn âm 56. Giờ chúng ta điền cho thầy số ô vuông là bao nhiêu để nó lớn hơn âm 64 mà lại nhỏ hơn âm 56. Ta ghi cho thầy là số nguyên, phải tìm, là nào. À, 3 nhân với bao nhiêu thì lớn hơn âm 64? Thì các em sẽ cho thầy đó là số âm 19. Âm 19 này. Âm 19 mà nhân với 3 thì có phải là ra là âm 57 không? Âm 57 có phải lớn hơn âm 64 và nhỏ hơn gì? Âm 56 chưa? Tiếp theo là số gì đây? Số âm 20. Âm 20 nhân với 3 là âm 60. Âm 60 lớn hơn âm 64 và nhỏ hơn âm 56 không? Số tiếp theo nữa phải là âm 21. Âm 21 nhân 3 là âm 63. Âm 63 lớn hơn được nữa. Nhưng mà có thể lấy âm 22 không? Âm 22 thì nhân với 3 nó là âm 66 rồi. Âm 66 thì không thể lớn hơn được âm 54, đúng không? Vậy bài này có mấy đáp số? Bài đáp số. Trên đây đó là phần bài tập và lý thuyết của bài số 6, so sánh hai phân số. Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thêm một cái bài kiểm tra nhé.
Chúng ta cùng nhau làm với thầy 6 bài tập trong cái bài kiểm tra này nhá. Bài số 1 này, đó là điền số thích hợp vào ô trống, rất dễ đúng không? Bài số 2, xem là ai dài hơn, ai ngắn hơn. Thời gian nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn, khối lượng nào lớn hơn. Bài số 3 và bài số 4 là so sánh các phân số này. Bài số 5 nhá, các bạn phải đi giúp họ thầy, biến đổi của thầy là trung tử đúng không ạ? So sánh mẫu. Bài số 6, điền số nguyên và ô trống. Các em hãy cùng nhau làm với thầy bài kiểm tra này nhá. Chúng ta kết thúc cho thầy bài số 6, so sánh hai phân số ở đây nhá.